Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi boss rồng ba đầu, chế độ khó sao cho hiệu quả nhất. Boss này chúng ta nhận được Dragon Claw, lựu đạn rồng và khói smoke. Ok, thì mình đã đi 4 lần để test xem nó sẽ ra những cái món đồ gì. Mình đã có quay clip lại. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần thiên phú. Thiên phú thì các bạn thích quay cái phần PVE này. Các bạn nhìn vào cái mốc HP này, các bạn nâng lên tầm mốc thứ ba là ok. Đấy, tầm mốc thứ ba này thì khi mà ăn cái boss ăn cái quả nổ to ấy là các bạn không thể chết được. Đấy, nãy đầu tiên thì mình không biết nên vào đây là toàn bị sấp mặt lờ. Tiếp theo thì các bạn cố gắng kiếm máu hoặc tiên hồi sinh. Tiên hồi sinh của mình thì mình đi 4 trận thì hết tầm gì ta, mình chết khá là nhiều. Thế mình hồi sinh cũng nhiều luôn, chết mà chết ngáo mà toàn ra chơi kiểu mà ra đầu boss để kiếm cái thương để phóng vào đầu nó, kiếm 5.000 HP ấy, 5.000 đam này. Rồi túi trị liệu thì các bạn cứ trang bị cho có cũng được, nói chung là phải trang bị, tại vì khi mà ăn cái quả to đấy thì các bạn rất là dễ chết, mà chết thì toàn chết cái quả to đấy thôi, tại vì team nó không bắn vào cái quả to đấy là đâm ra là rất là khoai. Ok, còn tiên hồi sinh thì các bạn có cũng được, không có thì thôi. Có thì càng tốt thôi. Và máu thì cũng khá là quan trọng, bởi vì cứu cho mình được những cái pha đấy thì cái rủi ro mà các bạn chết thì sẽ ít hơn. Ok, thì mình sẽ vào rồi cái súng mà các bạn mang theo thì tốt nhất là các bạn cầm RPK VIP 2 ấy. Quả đấy thì nói thật là cứ vào là top 1 thôi, chứ không có khẩu nào bằng. Mình cầm MSG 90 God, 90 God này không thể ăn được. Đấy, mình gặp phòng nào phòng đấy cầm toàn RPK. Còn RPK còn Thompson VIP 2 thì cũng được. Nhưng ba cái loại này, MSG 90 God Level 2 này, Thompson VIP 3 và RPK VIP lựu. Ok, ba cái loại này cầm vào thì mắc phê. Còn ngoài ra mà anh em không có VIP thì cứ cầm những cái khẩu nhiều đạn là được, cover cho những thằng VIP cao để cho nó giết boss và chúng ta có thể hưởng lợi từ boss. Vâng, mình sẽ vào clip để bắn cho bạn xem. Ok. Ok con dê, chúng ta sẽ cùng đi vào xem mình sẽ sống sót như nào để diệt được con boss. Vâng, thì những cái pha đầu tiên mình tốt nhất là mình nên xem những cái thằng nào cầm RPK VIP 2. Nếu mà có thì thoát ngay cho nó chắc chuyện. Đấy, không có RPK VIP 2 thì cái việc mà nắm top 1 nó đơn giản hơn rất là nhiều. Top 1 thì chỉ sợ mấy cái thằng RPK VIP 2 thôi. Còn lại thì cây này chả sợ bố con thằng nào. Rồi, chúng ta sẽ cùng đứng ở giữa. Giữa sân thì nó dễ né kêu hơn, các bạn đừng đừng đứng nép một bên nhá, chỉ vào cái lần tấn thứ hai thôi các bạn mới né vào một bên. Lát thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem, hoặc các bạn có thể biết rồi và không cần xem những cái đoạn này thì cũng ok. Rồi, những pha đầu tiên thì rất là đơn giản thôi, cứ đợi nó ném. Sợ nhất là cái skill ném chết đấy, tức là khoai. Còn cái lốc xoáy thì các bạn cứ xem nó lốc đến cái đoạn nào thì né đi thôi, đơn giản thôi mà. Đấy, ây da, để cho khổ đi mở. Đấy, cứ ném vào đây, bố mày cần. Đấy, cây này thì có cái skill phun liên tục tục. Đấy, cứ cứ trông thấy nó thì né thôi. Tốt nhất các bạn bắn thì các bạn né được chết ít nhất thì càng chết ít nhất thì càng tốt. Chứ còn bắn vào đầu hay không thì tùy vào tình mỗi người. Như mình thì bắn toàn vào người thôi, chứ bắn để vào cái tâm điểm điểm yếu của nó thì rất là khoai. Mày quá, cứ đè hai ba chốt bảo làm sao tụi nó sống được. Rồi anh em chát lên rất là nhiều. Mình đang bắn thì mình sẽ không chát lên nhá, tại vì cái điện thoại thì nó chát lên thì nó rất là khoai. Anh em đi bot thì hạn chế chát ít lại ạ, còn bắn cái khác thì ok, chúng ta nói thoải mái luôn. Hàm nhìn cái phía trên không chát kìa. Rồi anh em ơi, đừng có chửi mình nhá, mình không thể rep được. Thôi đang né, nó đang né đam bot mà cứ chát nhiều như thế này thì bảo làm sao mình sống được. Mình tính thôi. Rồi, rồi lại top 2 này, bệnh. Thằng kia vừa nhắc top 2 mình nhìn lên cái bảng là thấy top 2 rồi đấy. Hoài lắm. Đấy, mình thề luôn anh em, dám cược thằng này là RPK VIP với mình không? Chỉ có RPK VIP mới ăn được mình thôi. Ăn được cái khẩu mình cầm thôi. Ờ, nếu mà mình cầm RPK VIP thì còn lâu. Hoài lắm. Mệt thế luôn ấy. Cái khẩu RPK VIP 2 nó dễ top lắm. Bắn chỉ cần chuẩn chuẩn một tí là top, là không thành vấn đề.
trong khi mình vào đầu trận là mình rất là dễ nắm top. Đấy, bắn thì anh em bắn thì cứ vào đầu trận thôi, còn vào mà thấy giữa trận thì tốt nhất là thoát đi cho nó lên, tại vì chỉ có 4 hòm thôi, không phải nhiều. Đã bỏ công đi thì tốt nhất là nên... mình hơi bị khoai tí, hơi bị ngáo. Né mấy cái pha chốt đầu này rất là dễ mà. Con này né đam cũng rất là dễ. Bạn nào mà bắn nhiều thì chú ý một tí sẽ né và không chết được đâu. Đấy, chúng ta sẽ cùng qua cái đợt thứ hai. Đợt thứ hai thì nó sẽ hù mình, thì mệnh hù đi. Bố mày, tim bố mày cứng lắm. Rồi bắt đầu chúng ta cùng né vào hai bên thôi. Đơn giản mà cái này có rất nhiều người hướng dẫn rồi, nên chắc chắn là anh em đều biết thôi. Đấy, cứ né sát sát vào bên thì khó chết lắm. Và khi mà các bạn bắn thì các bạn bắn vào một chỗ thôi, tức là thằng ở giữa. Đấy, cứ đè thằng ở giữa bắn thôi, đừng đè thằng hai bên. Đấy, khi mà thằng ở giữa nằm xuống thì chúng ta chạy đến và găm cái thương vào đầu nó là ok, kiếm được 5.000 đam. Tuy là không nhiều nhưng nó vui, chúng tôi gọi đây là chết. Rồi thằng kia bỏ xa mình quá. Rồi đến đây rồi, mình sẽ cho anh em thấy cái phần thiên phú nó quan trọng đến nhường nào. Mình sẽ không chết pha này và sẽ bị clear team. Đấy, chết sạch, còn tao sống thôi. Ai hí. Đấy, nhưng vẫn còn vài người. Ôi trời, xong rồi. Đây người ta gọi là hay không bằng hên. Đi mấy, chưa kịp hồi máu. Thật là VL. Rồi hình như là cái hồi máu của mình bị sao ấy, nó không mang theo. Thắm thế. Nhưng mấy nãy mình thấy cài rồi mà không thấy cái hồi máu nhở. À, đáng nhẽ mình hồi máu nữa là mình không chết đâu. Hoài quá. Rồi anh em nên chú trọng vào cái hồi máu ấy. Hồi máu và điểm thiên phú thì rất là khó chết trong cái này. Tại vì cái số lần mà các bạn bị cái quả bom đấy tóm vào người thì nó rất là ít. Đây rồi, thính. Nó rác thính như thế này thì phải ăn thôi. Hay lắm, 5.000 đam thôi. Nó ít thôi nhưng nó thấm trong người kinh lắm. Rồi ok. Đấy, mình chỉ bắn cái boss này thì mình chỉ đợi những cái phát như thế thôi. Rồi sao lại nhanh thế. Đấy thì cái quả này thì khó giết lắm. Anh em cần phải đồng tâm giết cái quả này thôi. Nhưng thực sự rồi. What the hell? Tôi chết nhở? Cứ cấu. Rồi anh em bắt đầu dở trò đối bại đối với cái phùng chat rồi. Hay lắm các bạn ơi. Mình chỉ không nép một tí thôi mà. Mày bắn mod mà còn chat nhiều như thế. Mày thật đấy chứ. Rồi anh em nói chung là cứ thấy mặt mình là không bao giờ để mình yên đâu. Đến từ zombie đến bot. Bot thì không hành mình được, thì bắt đầu sẽ dở trò đối bại với cái khung chat của mình. Đấy, thế thôi anh em ạ. Còn nếu mà chơi đồng mod zombie thì chắc chắn là mình ăn hay. Hoặc C4 thì cũng là thế thôi, tìm ăn và giết nó. Còn bot thì không làm được gì thì chắc chắn là sẽ ngồi chửi đến cái khung chat rồi. Ok, mình I'm fine. Tôi biết tôi là người như thế nào. Các bạn cũng không cần phải chat lên như thế đâu. Kỳ quá. Rồi, thiên nhiên CR ở clan CR hơi bị trẻ trâu nha. Mèo là cũng nhập cuộc cái bọn kia còn ghê hơn đấy chứ. Có lẽ nào nó là người cầm đầu. Đấy, phải chát lên thôi. Đấy, thính đây rồi. Úi dồi, cái điện mạnh đùa bố. Thế mèo là mới cầm được cái thương thôi, chưa kịp làm gì. Nó là chơi ngay cái băng. Đấy, người ta gọi là hai không bằng hên. Đấy, số đen thì nó dính hay mấy cái đấy thôi. Cái băng thì xác suất nhá, mỗi người sẽ được dính vài phát. Đấy, bây giờ thì mình phải chát thôi. Tại vì tôi chửi kinh quá. Mình mới. Thôi, các bạn tha cho mình. Đấy, mình có làm gì sai đâu. Rồi, buồn thì anh em lên Facebook mình chát với mình thôi. Có gì đâu phải xoắn nhau. Chat thì anh em chat trên cái comment trên Statu ấy. Còn trong Facebook thì anh em inbox rất là nhiều, mình rep không hết. Anh em muốn nói chuyện với mình thì cứ lên YouTube chat ở dưới ô comment thì mình thấy ô comment nào hay thì mình sẽ rep. Còn bên cái khung chat trên Statu đến Facebook thì mình rep hết. Đấy, còn những câu add Facebook kết bạn thì mình đều kết bạn hết thôi. Còn những ai chưa kết bạn được thì chắc là full rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ cố gắng để đẩy lùi cái bot kia. Bọn kia nó không chăm bán anh em ạ.
Tôi cứ chăm chăm đi mình. Rồi trời ơi, what the hell? Sao tôi lại chết? Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm cái gì thế này? Rồi tôi xong rồi, mấy thanh niên ham chat quá. Đi mệnh đề luôn ấy. Đi bot thì không né đam, cứ chat ầm ầm đi chứ. Thật là VL. Đấy, thấy cái mặt mình thì nó thế thôi, chứ không có cái mặt mình thì kiểu gì nó cũng bắn. Ủa, thính thính. Lai rắc thính, định mệnh. Phải liếm thôi, úi dồi. Rồi không chết, hình như là đang liếm thính là không chết. Đâu rồi? Rồi, một giây bị ngáo và chắc chắn là mình sẽ chết pha này. Rồi, may quá, không chết này. Ôi, hai phát luôn. Ăn ở nó thế kia mà định mệnh luôn luôn. Anh em chơi như mình thì chết nó ít lắm. Chết không nhiều đâu. Từ những pha mà mình chết ngáo thì mình không nói, anh em bắn nhiều thì sẽ quen thôi. Còn mình ở đây thì lâu lâu mình ngáo một cái thì không sao, anh em cứ sử dụng mấy cái skill mình dùng thì sẽ tốt thôi. Đấy. Anh em đừng quên là cộng cái HP lên là mức thứ nấc thứ nấc thứ 3 là được. Đấy, đừng có quên cộng cái đấy, thì cộng cái đấy cũng không tốn nhiều đâu. Mình thì mình tốn tầm cũng 100 mấy đến 100 mấy kim cương thôi. Còn ai có nhiều rồi thì cứ cộng thôi. Và anh em đừng quên là chĩa súng ngay vào cái đường này nhá, để nhận được đồ ngon đấy. Cứ chĩa súng vào cái đường mà mình chĩa vào đấy, thì mình hay chĩa vào đấy thì toàn nhận được đồ ngon thôi. Đấy, ok, chúng ta sẽ kết thúc clip vào đây. Các bạn xem như thấy hay thì đừng quên, nếu thấy hữu ích thì đừng quên like để... Rồi, để gì làm gì thì anh em cũng biết rồi. Bye bye mọi người.